Con xin chào cô và các bạn. Con tên là Nguyễn Trực Khoa, học trường tiểu học Tân An, tỉnh Long An. Hôm nay con sẽ trình bày dự án mê cung. Dự án mê cung của con gồm có 4 màng. Con giới thiệu nhân vật chính ở trong dự án của con là Tiếp. và mỗi khi con chạm vào các nhân vật này thì có hiệu ứng gì? Con nói đi, con di chuyển nhân vật đến đâu thì con giới thiệu đến đó. Dạ, con chạm vào vật phẩm thì vật phẩm sẽ ẩn một phát âm thanh. Nếu con chạm vào cái chuông thì Không có gì. ở bàn hai con thêm một vật cản là con dơi. Khi con chạm một con dơi sẽ nghe mô vờ. Con ơi, con ơi. Con Rồi, khi game over thì sao con nhỉ? con bấm vào nút chơi lại. Rồi, đúng rồi. Dạ Lần này thì con sẽ thắng nhá. yeah. Không có cái gì nữa đâu. Có nhỏ là mình được không? Chuột Sao đấy con? Con không đi không qua được à? Không đi qua được à? Không thắng nổi mê cung của mình à? yeah. khó quá. Rồi. Và sau khi chạm mũi tên thì chúng ta lại chuyển sang màn Màn ba và ở màn 3 thì sẽ xuất hiện thêm nhân vật con nè. gấu Rồi, liệu mình có đi qua được không con? Được, đúng không? Cẩn thận. Và nếu như wow, màn 4 luôn. Rồi, xịn sò quá chứ Khoa. Con giới ở thiệu màn đi, con giới thiệu đi. dạ ở màn bốn con thêm một nhân vật đường thẳng Nếu chạm vào đường thẳng thì thua hả con? sẽ quay lại chỗ Rồi, chỗ tốt. à. Rồi và chúng ta sẽ thắng. À, Trục Khoa có thể cho cô biết là ý tưởng để Trục Khoa xây dựng cái mê cung này là con dựa vào ý tưởng gì không? Dẫn lấy từ game Minecraft. À, lấy từ game Minecraft và đi giải cứu gì nhỉ? Không có dễ cứu gì hết coi. Thế à, cô tưởng là đi giải cứu trái đất. Phải không? Thế tại sao nhân vật cuối cùng để chiến thắng của con lại là trái đất, là ý tưởng như thế nào? Rồi, con vào giới thiệu các nhân vật có trong dự án của mình đi. Yeah. Các nhân vật trong dự án của con là con kể tên các nhân vật ra, không phải chơi nữa, bây giờ mình chơi rồi, bây giờ mình giới thiệu thôi, mình kể tên đến các nhân vật là gì nhỉ? Đây là nhân vật chờ nhân vật Ừ. nhân vật đất
Dragon. Đây là nhân vật chu. Và nếu chạm chuông thì sẽ Để màn hai. rồi chuyển sang màn hai. Nhân vật cao. Nhân vật panda. Ở đây là nhân vật con dơi. Đây là nhân vật mũi tên. Đây là nhân vật con gấu. Gấu. Là nhân vật cái nút. Nhân vật đường. Đây là nhân vật trái đất. Dự án của con có âm thanh đúng không? Con chưa chia sẻ âm thanh ở trên Zoom nên là cô không nghe rõ lắm âm thanh ở trong dự án của con. Con có thể mở Zoom lên. Trong đó có nút ba chấm. Con bấm vào cái ba chấm ở trong Zoom á thì nó sẽ có cái phần là share sound hoặc là chia sẻ âm thanh á, thì mọi người mới có thể nghe thấy âm thanh ở trong dự án của con. Con có cái nút ba chấm đó ở trong Zoom không? Rồi, con chơi thử lại cô xem nào. Nè. Bấm vào cái đây. Bấm vũ tay này. Tiếng vũ tay. Rồi. Là chú Khoa đợi cô để cô gọi. Rồi, bây giờ cô yêu cầu các bạn nhận xét dự án nhá. Cô mời Trọng Khiêm nào. Trọng Khiêm thấy dự án của chú Khoa thế nào? Con thích nhân vật nào và con thấy có những chỗ nào mà bạn cần phải chỉnh sửa thêm không? Không ạ, con thích là nhân vật tiếp. À, nhân vật chip. À, là cái nhân vật chính ấy hả? À, không phải. Là nhân vật nào nhỉ? Con Nhân vật chính à? ạ. À, nhân vật chính à? Rồi, cô thấy bạn đang để tên ở đây là Steve mà. Rồi, con thấy dự án của bạn còn chỗ nào cần phải chỉnh sửa thêm không? Còn cần phải hoàn thiện thêm chỗ nào Không ạ. không? Thì tốt rồi hả? Rồi, cô nhận xét nhanh nha. À, trước hết là cô nhận xét về phần thuyết trình của trực khoa. Thì con nói rất là to, rõ ràng, tự tin và con hiểu rõ về dự án của mình. Tuy nhiên là con nên kết hợp cái lúc mà con chơi con điều khiển nhân vật á, khi mà nhân vật đi đến đâu đó hoặc là chạm vào đây thì sẽ biến mất phát âm thanh đúng không, hoặc là chạm vào mũi tên thì sẽ để sang chuyển sang màn hai đúng không. Đó thì nếu như mà có kết hợp được cái phần nói của mình nữa thì là cái bài thuyết trình của mình nó sẽ có sức thuyết phục hơn. Còn khả năng nói của con thì cũng khá là tốt rồi, nhưng mà mình đó mình vừa nói mình nhân vật di chuyển đến đâu mình giới thiệu đến đó thì cái bài của mình nó sẽ hay hơn. À, đó là về bài thuyết trình. Còn về dự án lập trình thì cô rất là khen trực khoa ở dự án này làm rất là tốt, nhân vật rất là phong phú đa dạng và các đầy đủ các chức năng thắng cuộc thua cuộc chơi lại các chức năng thì đều hoạt động tốt. Cách có tận 4 mê cung và mỗi mê cung thì lại có thêm những cái chướng ngại vật, thêm những cái phần thử thách cho người chơi để người chơi vượt qua mê cung của mình, càng đến màn cuối thì càng khó hơn. Khá là hay và hấp dẫn, phần lập trình rất là tốt rồi, cô rất là khen trực khoa ở cái dự án lập trình này nhá. Còn về phần thuyết trình thì lần sau lưu ý hơn một chút để bài thuyết trình của mình nó thuyết phục, nó hay hơn là được. Rồi, trực khoa kết thúc bài thuyết trình của mình đi con. Dự án của con đây là hết. Con xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Con xin chào cô và các bạn.
Ok, cảm ơn chị Khoa. Rồi, một bài dự án mê cung rất là hay và thú vị.